làm một đoạn riêng. Bạn thấy là trống, cái trống cổ ở chùa Thiên Mụ ấy, cái tháp trống ở ngay trước cửa thành trống cổ, nó rất nhiều những cái tên rồi những cái hình ảnh rất là phản cảm. Không hiểu là các bạn đi du lịch hay là các bạn đi phá, các bạn thấy là mình zoom lại cả trái tim rồi cả tên mà toàn thấy là chữ của người Việt, Việt Nam chứ không phải của người nước ngoài. Đó các bạn thấy toàn chữ tiếng Việt, mé cả trái tim rồi này kia vào đây, rất là vô ý thức.